Bây giờ sẽ là cuộc đánh thứ ba của Nguyễn Thế Anh. Rất đáng tiếc cho Nguyễn Thế Anh, chỉ thiếu một chút xíu nữa anh đã có được một pha chip in. Bóng nằm ở ngay trên miệng hố. Một điểm pa dành cho Nguyễn Thế Anh ở hố gôn cuối cùng. Không có điểm birdie cho Nông Trung Hiếu, đó chính xác là một cú gạt birdie chứ không phải là một cú gạt pa. Rất đáng tiếc cho Nguyễn Đặng Minh. Hơi thiếu một chút lực thôi và bóng đã bẻ từ phải qua trái, dừng ngay ở mép hố cho Đặng Minh. Rất đáng tiếc. Suýt chút nữa đã có điểm birdie dành cho Nguyễn Viết Xuân. Bây giờ sẽ là cú gạt birdie của Nguyễn Bảo Long. Thiếu một chút lực trong cú gạt birdie vừa rồi của Nguyễn Bảo Long. Rất đáng tiếc cho Vũ Văn Chữ. Một cú gạt từ ngoài green, bóng đã lắc mép phải hố đi ra ngoài. Suýt chút nữa thì anh đã có được một điểm birdie. Rất hay nếu như Nguyễn Anh Minh ghi được điểm birdie ở này. Rồi thiếu một chút lực thôi. Rất đáng tiếc cho Nguyễn Anh Minh. À, đẹp quá nhưng mà rất đáng tiếc. Bắt đầu bắt dốc. Suýt chút nữa Trần Lam có quyền tiếc nuối. Một cú bắt quá hay của Trần Lam từ một khoảng cách xa như vậy. Rất đáng tiếc cho Nguyễn Nhất Long. Bóng từ từ tiến vào hố nhưng với một lực trôi hơi xuống dốc. Bóng đi mạnh, lắc mép trái ra ngoài. Không có điểm birdie cho Nguyễn Nhất Long. Cú gạt với lie rất tốt. Đúng là một cú đánh rọ và suýt chút nữa thì Hanako đã có một điểm eagle. Cú đánh tuyệt vời của Hanako Kawasaki. Điểm rơi là hoàn hảo, độ xoáy là tốt, thiếu đi một chút may mắn mà thôi. Quá hay cho Hanako ở cú lay on vừa rồi, chúng ta đã thấy bóng nảy miệng hố nảy ra. Rất đáng tiếc.